Vô là nó quay nó chà sạch vô cái này ống này. Bên đây ống nhỏ là bắt buộc phải xài dây này, còn bên kia ống 60 là xài dây này. Tùy theo xe ống thôi, sẽ có những cái máy khác nhau. Dài à, còn anh 10 mét mà. Rồi
không cần cầm gần cầm gần cái đầu dây đó. Tới rồi đó. Còn cái chén mà tóc dữ rồi. Còn cái chén mà tóc quá trời luôn. Rồi tụi em đến nồi xôi lấy nguyên cái bao xi măng ra. Nồi xôi đưa máy lôi cái bao xi măng nó về. Chưa để lại kích vào. Đó, cái ống nó 42 là tóc như này. Cái này cho lâu quay là mình có